Cần Thơ chính thức thông xe trên cầu Quang Trung mới. Cầu Rạch Miễu lại tái diễn tình trạng kẹt xe, lãnh đạo tỉnh đề xuất phương án lập bến phà để tạm giải quyết tình thế. Quý vị vừa đến với những nội dung nổi bật của bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Quang Huy và Hải Vân xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. 0971225053 chính là số điện thoại và hệ thống Zalo đường dây nóng của chúng tôi. Hãy đồng hành cùng với nóng 24 giờ không chỉ trong 30 phút phát sóng mà còn trên khắp mọi nẻo đường, ở khắp mọi nơi với những vấn đề nóng mà quý vị vừa thấy. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có nhiều tin tức nóng khác nhau. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, cầu Quang Trung cũ được xây dựng và đưa vào khai thác 20 năm qua và luôn rơi vào tình trạng quá tải bởi số lượng xe từ khu đô thị mới Nam Cần Thơ, quốc lộ 1A, bến xe Cần Thơ mới lưu thông vào trung tâm thành phố Cần Thơ với mật độ cao. Sáng nay, cầu Quang Trung mới bắc qua sông Cần Thơ, nối liền hai quận Cái Răng và Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã chính thức được thông xe. Như vậy là từ nay người dân sẽ đi lại thuận tiện hơn. Theo đó, cầu Quang Trung có chiều dài 869m, trong đó phần cầu chính dài 481m, mặt cầu rộng 11m được xây dựng bằng bê tông cốt thép, tuổi thọ thiết kế 100 năm, tốc độ 60km/h. Cầu được khởi công vào tháng 11 năm 2017 với tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay cầu Quang Trung mới cơ bản hoàn thành và ngành chức năng đã thống nhất cho thông xe từ sáng ngày 18 tháng 1 nhằm giải quyết giao thông đi lại trong dịp cao điểm Tết Canh Tí năm 2020. Sau khi thông xe cầu mới, đơn vị thi công tiếp tục sửa chữa cầu Quang Trung cũ bên cạnh. Sau 20 năm sử dụng, cầu này đã quá tải xuống cấp, thường xuyên ách tắc giao thông, xảy ra nhiều vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đường về các tỉnh miền Tây liên tục xảy ra tình trạng kẹt cứng, nóng nhất vẫn là điểm cầu Rạch Miễu. Dù cơ quan chức năng đã dự đoán được tình hình và đã chính thức cấm xe tải 30 trở lên lưu thông qua cầu vào giờ cao điểm, bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày 17 tháng 1. Thế nhưng ngày tối qua, tại đây đã xảy ra tình trạng kẹt xe kinh hoàng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre để bàn về giải pháp chống kẹt xe cho khu vực này. Theo ghi nhận phóng viên, vào tối ngày 17 tháng 1, dự đoạn trên quốc lộ 60, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hướng từ thành phố Bến Tre về cầu Rạch Miễu, xe nối đuôi nhau chạy rất chậm hoặc đứng một chỗ. Đến 21 giờ, cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vẫn còn điều tiết giao thông, phân luồng xe để kéo giảm ùn tắc trên cầu Rạch Miễu. Tình trạng kẹt xe kéo dài từ cầu Rạch Miễu hướng về thành phố Bến Tre đã xảy ra liên tục cả ngày trong tuần và dịp cuối tuần hai ngày lễ. Thời gian xảy ra kẹt xe diễn ra sớm hơn, thường bắt đầu từ khoảng 15 giờ đến 21 giờ và ùn tắc kéo dài đến 5 km. Do lượng xe tải trọng lớn chở hoa Tết từ Bến Tre đi các tỉnh ngoài, phục vụ Tết Nguyên đán tăng nên dẫn đến ùn ứ. Cũng vào ngày 17 tháng 1, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về giải pháp chống kẹt xe khu vực cầu Rạch Miễu, Chủ tịch tỉnh Bến Tre đã đề xuất chi 100 tỷ đồng để lập bến phà trong thời gian chờ xe cầu Rạch Miễu 2. Ba cái phà hoặc là điều xe tài sản gì đó. Ở những cái phà mấy ông đang có đó, cho tôi sẽ dời mấy con tông lên trên kia để tôi làm. Nếu mà trên này tính khoảng chừng 100 tỷ thì một là tôi kêu gọi BOT, đề nghị chỗ BOT này là đầu tư. Bởi vì ông không bán được cái này thì ông lên kia bán. Còn hãy nếu mà không ấy thì tôi bỏ vốn tôi làm. Nếu anh cho tôi chủ trương là cho tôi làm cái phà này để giải quyết tình thế để phát triển cho tỉnh tôi, vậy thôi. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể hoan nghênh các giải pháp chống ùn ứ khu vực cầu Rạch Miễu của lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, với giải pháp bỏ 100 tỷ đồng làm bến phà tạm thời, Bộ trưởng yêu cầu cần phải có báo cáo nghiên cứu kỹ thuật, chờ cơ quan chuyên môn thẩm định mới có quyết định chính thức. Hiện nay, mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện ngày đêm. Trong khi đó, theo thiết kế, cầu Rạch Miễu chỉ cho khoảng 6.000 lượt phương tiện qua lại ngày đêm. Như vậy, lượng xe vượt gấp 3 lần so với thiết kế. Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng đã có hành vi đánh đập chống đối lực lượng cảnh sát giao thông huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu khi bị kiểm tra nồng độ cồn, Công an huyện Hồng Dân cho biết đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 3 đối tượng này. Tại trụ sở công an, các đối tượng đã nhận thấy rõ hành vi sai trái của mình, nhưng có lẽ là quá muộn màng. Cụ thể, các đối tượng này đã có lời khai như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi cụ thể ghi nhận sau. Thì em đi nãy giờ em nói em đi đám ở chỗ ông anh đó thì về nói vậy đó rồi thì về đó thì cũng chấp hành thì đo được còn 100 mấy đó thì ảnh nói là cái khung là từ 6 tới 8
Nó anh ơi thôi em trong quê này kia thì làm có cái gì đâu mà ấy, mà giờ có cái lỗi nào nhẹ để ấy thì anh cũng không có, nó có còn cái lỗi nào ấy hết thì nó vậy thôi. Thì công an thổi rồi anh bị phạt trước, anh bị thổi trước, em đẹp vô nhà người dân, rồi khi em gần sang em thổi đi lên thì thấy anh hai với mấy công an nhân dân là đang đánh nhau. Thì mới đầu là em can ra, em can sang ra ra rồi xong rồi em cũng có chửi bới, tại vì em có nồng độ cồn, em có chửi bới, em có la lối. Rồi em có dùng chân để đạp vô anh cảnh sát giao thông. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với 4 đối tượng, trong đó có một người bị khởi tố và đang đề nghị viện kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giam là Trần Văn Lâm, 34 tuổi, ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 3 người bị khởi tố nhưng cho tại ngoại gồm Trần Thị Hồng Sương, 37 tuổi, Phan Lệ Thanh, 40 tuổi, vợ Lâm, cùng ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ và Nguyễn Văn Thức, 29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Tiếp theo thì Quang Huy xin mời quý vị cùng đến một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào sáng nay tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh mà người dân ghi nhận phản ánh với chúng tôi thì đã có tới 4 phương tiện bị va chạm liên hoàn. Tài xế mắc kẹt trong cabin đã được người dân kịp thời phá cửa để giải cứu. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 1 trên đường DT-749 đoạn qua ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Theo đó, xe container lưu thông trên đường DT-749 hướng từ huyện Dầu Tiếng về thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn qua ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, thì xảy ra tai nạn với xe tải chở hàng chạy theo chiều ngược lại. Một xe ô tô con và một xe tải chở gà cũng tông trúng ngay sau đó, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải chở hàng bị thương, mắc kẹt trong cabin. Người dân nhanh chóng phá cửa giải cứu tài xế ra ngoài, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, đầu xe tải chở hàng bị hư hỏng nặng, biến dạng dính vào hông xe container. Xe ô tô con và xe tải chở gà chạy một đoạn về phía trước thì dừng lại, bị hư hỏng nhẹ phần hông và phần đuôi xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Dầu Tiếng đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn. Sáng nay, người đi đường vô cùng hoảng hốt khi phát hiện trụ đèn ở vòng xoay ngã 7 thuộc thành phố Ngã 7, tỉnh Hậu Giang bốc cháy ngùn ngụt. Theo người dân, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng, lửa bốc lên ngay ở vòng xoay nơi có trụ đèn vừa được gắn bảng hiệu chào mừng năm mới. Một số phương tiện đã không dám đi qua vòng xoay này. Hơn 20 phút sau, một số người dân đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Theo ông Dương Văn Sơn, chủ tịch thành phố Ngã 7, tỉnh Hậu Giang, trụ đèn tại vòng xoay Ngã 7 bị cháy có thể do chập điện. Kiểm tra sơ bộ, bảng hiệu gắn trên trụ đèn cùng một số đèn cây điện đã bị cháy hoàn toàn. Trong sáng nay, ông đã chỉ đạo ngành chức năng thị xã dọn dẹp, nghiên cứu, lắp đặt lại trụ đèn và bảng hiệu mới. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Lâm Đồng đã vừa phát hiện một đường dây mua bán phần mềm gián điệp cho điện thoại di động và bắt giữ đối tượng chủ mưu. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Đức, sinh năm 1990, thường trú tại số 1A-1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên website https://2.xxx.com/https://xxx.app. Phần mềm này khi được cài đặt vào điện thoại di động có thể đánh cắp thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, tài khoản email, Viber, Zalo, Facebook, các giao dịch Internet Banking có thể bị kiểm soát mà chủ thể không hề hay biết. Ngoài ra, phần mềm này còn ghi âm bí mật nội dung cuộc đàm thoại nghe gọi. Đáng lo ngại, toàn bộ thông tin dữ liệu của các máy điện thoại bị cài đặt phần mềm nghe lén này được chuyển đến máy chủ lưu trữ tại nước ngoài. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Những ngày vừa qua, dư luận ở các tỉnh miền Tây đang trở nên xôn xao trước thông tin công ty cổ phần đầu tư Gold Garden chi nhánh Kiên Giang có dấu hiệu lừa đảo khi tổ chức huy động vốn của hàng trăm cổ đông trên địa bàn của tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng và đã có hàng trăm người dân kéo đến trụ sở công ty này để đòi tiền lãi. Theo ghi nhận, có khoảng trên 70 cổ đông đã góp vốn vào công ty với số tiền từ 20, 50 triệu đến nhiều nhất là 3 tỷ đồng. Mỗi cổ đông góp vốn sẽ nhận được các mức lãi suất khác nhau. Tổng số góp vốn ước tính khoảng 4,5 đến 5 tỷ đồng. Công ty Gold Garden được giới thiệu là công ty con của Trường Tiền Group và người đại diện pháp luật của công ty là ông Khiếu Xuân Khương. Vào tháng 5 năm 2019, công ty này đã tổ chức huy động vốn của hàng trăm cổ đông trên địa bàn các tỉnh miền Tây đầu tư tài chính hấp dẫn với lãi suất 3 đến 5% mỗi tháng, thậm chí còn đưa ra nhiều mức thưởng hấp dẫn tới 8%. Giá trị hợp đồng đầu tư được ký cho nhân viên môi giới tư vấn.
Tuy nhiên sau đó, việc trả lãi suất trì trệ, đại diện chi nhánh công ty trả lời rằng sẽ chi trả qua hình thức bất động sản một cách mập mờ. Những nhân vật chính đại diện chi nhánh cũng không xuất hiện. Vậy lý do nào để công ty trả lãi suất cao như vậy? Ngành nghề chính của Trường Tiền là cho thuê tài chính. Liệu có phải hai công ty đang liên kết huy động vốn để buôn vốn thay vì đầu tư bất động sản như vẽ ra? Tất cả đều trở nên mơ hồ, khiến nhiều bà con tại miền Tây như sống dở, chết dở.